Sáng mai chị có việc sớm. Bây giờ về sáng mai đi mệt lắm. Ê. Kể chuyện đi, không ăn nữa. Kể chuyện gì bây giờ? Nào, cho mượn cái hung khí để em đánh nhau này. À, tiện thể giới thiệu qua với cả mọi người. Bật điện lên. Đây là bật điện lên. Shop của cô em gái. Shop đa số là đồ nữ thôi. Thôi để em đứng chị giới thiệu luôn em đi. Kinh quá nhờ. Quần áo váy vó, nói chung là mùa hè này mà chưa nghĩ ra đồ mặc thì lên đây mà xem đồ của nó. Hãy